Zed đang bọc sâu anh em ơi. On đánh chặn cái băng trưởng của On vừa rồi, khó chịu quá. Đẩy được ban à. Hay, đó là điều mà Zed đang cần. Còn cắt R2 áp sát, nice. Ừ đúng rồi, Marine luôn. Căng dữ ta. Bậc thầy của Rumble Marine. Trời ơi, lên cấp độ 2 phi đao 5 cánh rồi. Sức ép của... Ê, tính ra là nếu như mà... Đánh Akali cũng được đúng không? Đánh Akali, đánh Aatrox cũng được. Nói chung là anh em đang thấy là cái bể tướng của Zed bây giờ đang khá là ok. Đánh kèo nào cũng ok lá nè. Đẩy trước, cắm mắt sớm, tránh trường hợp mà con Kindred ăn 3 bãi lên trên. Chọn Kama với lại con Jihin ha. Cái bộ đôi này nó hơi hèn chút xíu nhưng mà nó đánh với lại cái Linh lắc ngon lắm. Cái bộ đôi này tôi nhớ có cái đợt mà bên phía của Select á, nó đang hơi bị thọt ở đường dưới á, thì tôi có ứng cử cái bộ đôi Jihin với lại con Kama này cho Select nó đánh rồi. Kiểu dạng đi, nó đi đường cũng khỏe. Cắm mắt ác vậy. Marine cắm mắt ở đây chí à. Ý là nhiều khi tôi cũng không biết tác dụng cái con mắt được cắm ở đó để làm gì á. Tại vì thường là người ta có thể cắm mắt ở đây để chống băng trụ. Nhưng máu này thì nhiều khả năng là không bị băng trụ á. Lính cũng đang chưa đẩy lên trước á. Ok, kích E2 không? Không kích E2. Đường dưới đang có thế băng trụ. Lượng máu cấp độ 3 đến từ Caitlyn. Ủa lộn, đến từ Jhin, cấp độ 2 của Kama. Rồi ôi, chồng sát thương kìa. Một đổi một nhưng vẫn lời. Hai điểm hạ gục nè, hai điểm hạ gục nè. Ok, băng trụ căng. Elvion xét một cái quay băng trụ ác quá. Quay băng trụ ở quay quay xấu thì phải. Ok, On đứng che. Ray không tiếp cận được. Ray đang câu để cho Jhin tới. À, né khóa ánh sáng à. Lăng kính phòng hộ quay ngược trở lại. Sụp tăng. Cậu vừa rồi không trúng vào người của Ray ha. Thậm chí là băng trụ mà còn thiêu đốt vậy. Chắc thiêu đốt mới hồi lại cái pha băng trụ vừa rồi chưa có thiêu đốt ha. Đang coi pha BK đường dưới. Sảy nè. Về nhà dịch chuyển trước. Có giày với lại phong ấn khắc ám. Đánh tay nội tại phía đầu 5 cánh. Nhấp nhả trong một khối. E1 tốt. E2 lao vào đánh tay phía đầu 5 cánh. Kích cái nội tại. Đẩy cái thiêu đốt. Solo kill. À có Đức Mạnh nữa kìa. Hello Đức Mạnh. Thấy lính khó luôn rồi. Con Rumble bây giờ nó không có... dịch chuyển cái nó mũ ơi. Ray bây giờ nó ăn từ vòng rừng dưới, nó ăn lên trên nữa anh em, áp lực nữa. Quay này khó, Kindred ăn từ trên ăn xuống. Cái pha này trời cứu Marine, hồi nữa nó farm lên cấp 6 nữa nè. Máu còn hai bình ha. Ray ăn chim hả? Ăn chim qua ăn sói nha ông nội, đừng có qua ăn người đá. Trời, ông qua ăn người đá rồi. Có biết nhìn quay không? Ta ăn chim người ta ăn lên top nè. Ăn lên top nè, top 6 nè. Khu trên nè. Tôi chấm ông Ray này đi rừng là 5 điểm nha. Mà top solo kill rồi anh em ơi. Như đã nói cái quay lính này rất xấu dành cho bên phía của Marine. Akali lên 6 trước, làm bố rồi. Kindred ăn từ trên ăn xuống nữa. Solo kill pha 2. Ôi, đẩy mưa tên lửa, có trừng phạt giữ đựng góc. Bắn tay, xảy quá nhiệt, câu kéo thành công rồi. Một đối một. Marine nằm, găm E thành công, E2 lao vào dứt điểm. Ok. Akali bây giờ áp lực lắm rồi anh em. Khỏe. Đường dưới Kindred tấn công kìa. On vòng sau. Thế lính cũng rất là khó nè.
Cái nhịp của ông Ray này rất là tệ, nó khiến cho cả đường trên cũng không khai thác được, mà cả đường dưới vừa rồi cũng bị cái nhịp mà kiểu dạng không có rừng cover á. Cấp 8 về chiêu chiêu luôn. Ông này ông cam bóp hoài luôn á chứ. Ok. Nổi dây tốt, nét vẽ tốt. Thổi chiêu cuối ok nè. Nice, cuối cùng cũng gặt hái được cái thành quả rồi đến từ tình huống cam bóp của Ray. Rất tự chơi đường trên. Có thiêu đốt, có sát chiêu hoàn hảo. Chờ đối phương sấy hết nhiệt. Ui, lao vào đánh tay phi đao năm cánh nè. Thiệt ra cái đồ tại. Cắt tờ một, phi đao năm cánh e trượt rồi. Em vừa rồi trúng không biết đủ sát thương dứt điểm hay không đây. Nếu mà đánh tiếp á, thì có khả năng dứt điểm được ha. Sấy, sấy, rỉa máu làm mềm. Kindred lên lụm. Rồi, Zed không có chiêu cuối, nhả bom khói ra câu kéo, găm E thành công, E2 lao vào tấn công, dứt điểm, sắt đầu. Chạy một nhịp, đẩy cái thiêu đốt đến từ Marine, phi đao năm cánh đánh tay nội tại kịp không đây, không kịp và lượng máu đến từ Marine cũng đủ. Sát thương nó nhiều dữ ta. Gã kèo solo kill phi đao năm cánh E1 E2 tốt. Tốc biến sớm, còn cắt R2, trời ơi. Sát thương là vừa đủ. Kiểu khi mà mình găm E xong mình cắt R ra, anh em vừa chạm E2 xong mình cắt R ra, nó vẫn gây đam được của cả hai á. Ok, nhịp tốt, Azir chuẩn bị hồi lại dịch chuyển. Ăn sứ giả, viết đẩy chiêu chiêu. Ây da, còn tốc biến còn thanh tẩy. Ồ, cái còn vòng tối thượng vừa rồi vẫn trúng vào Jhin hả? Hảo da. Zed đứng trên tầm nhìn, Marine tiếp cận, Marine chưa có chiêu cuối. E chạy thôi anh em ơi. Ăn đường sứ giả là thành công rồi. Vẫn đang có cái dịp tốt cho phía của team Z. Bot đang đẩy free nè. Mid thì có nguy cơ bị mất trụ, nhưng mà Z đứng đây thì có sức ép á. Kiểu dạng họ sẵn sàng BK nè. Dịch chuyển, dịch chuyển, dịch chuyển, dịch chuyển, dịch chuyển. Azir dịch chuyển hơi trễ nha. Z lao vào cắt R1 nhả bom khói. Có nổ hoa ok. Z nằm rồi. Hình như vừa rồi đạp 7 của L nữa thì phải. Azir dịch chuyển chậm quá, nó bị trễ nhịp á. Hai tốc biến Marine xuống rải mưa tên lửa đẹp. Ok. Thành ra cái pha BK thua luôn. Cái pha này nếu mà khi mà bên phía của team địch đang đứng đây nè. Có cái mấy cái binh của bên phía team 1 á, team Z á. Azir dịch chuyển luôn. Chắc là Azir ông muốn về nhà ông xài tiền không? Ngàn tiền, nó bị trễ nhịp. Trời ơi, đối phương về ngay chỗ này dịch chuyển sớm 2 giây nó sẽ là một cái câu chuyện khác anh em. Xuống cái nó đẩy cái chiêu cuối ra hết khỏi cái cùng cứu sinh này là ok. Xong rồi chết chay phí. Thành ra thua. Đang vô thế ngon thành ra thua. Cái bẫy chỗ này hay quá ha. Bẫy của con Jihin chỗ này ok phết. Marine sấy tiếp. Trời ơi, căng quét sạch cho team Marine. Z nó phát biến về xong rồi nó vô nó rình Marine nữa nè. Ok, một cái dây chuyền Banshee bị bóng. Phi đao năm cánh, né E tốt, E1, E2. Ok, tấn công, phi đao năm cánh kích hoạt thêm cho mình đó tình huống sát thương đến từ chi cuối nữa. Mà vừa rồi không đủ sát thương à. Kháng phép đến từ cái dây chuyền chưa thập Banshee nó phát huy ra nè. Pha múa vừa rồi cũng mực quá ha. Đồ toàn có lý do không ấy chứ. Vừa rồi mà không có khang phép của Banshee là chết rồi. Nhả bom khói ra nè. Đánh vào eo ở đường giữa nè. Bị khóa ánh sáng. Ui, cầu vòng tối thượng. E chạy. Lướt cung phong linh lên đến từ eo. Bắn tèo cái dứt điểm. Akali chết. Đổi Baron. Lấy một cửa Mega đường dưới. Ra đép kịp không? Marine 16 giây nữa. Sân khấu được mở rồi. 1, 2, 3, 4. Xếp hàng 1. Xếp hàng 1 để che. Che 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 cho on. Ui, on một chấm máu, on bị nhổ chết rồi. Có 10 lời Baron. Ây da, phá biến về eo không về được. Kama tới chơi, có dịch chuyển không? Có dịch chuyển nhưng không có mắt ở phía sau anh em ơi. Ây da, nổ hoa giữ chân, phát bắn cuối cùng vừa rồi, phát bắn thứ tư có chí mạng dứt điểm được eo. Cuộc cứu sinh tung ra hơi trễ, đi cô chạy không được. Kindred chạy không được, mất hết bù lại Baron rồi. Hết bù lại Baron rồi. Rớt lên kháng phép rồi này. Dây chuyền sự sống lên rồi cả.
băng trường giữ chân e một tốt đai chạy trúng cái chiêu cuối nổ đầu ây da đánh tay có nội tại có thiêu đốt chưa đủ sát thương rất chạy đường nào đây cắt rờ chạy không được rồi cắt rờ nhưng mà vẫn bị gây sát thương hài quá ui à, Ray nó đâm to vậy đẩy cái chiêu cuối chết được à khi red tốc biến lên ô eo có khoảng trống để bắn sống luôn đi cô dịch chuyển ở trên thân xác của Marin. Trời nãy mới nói tỷ lệ thắng của phía team Z là cao hơn mà ta. Cái đội hình đang có áp lực đẩy lẻ ngon phết. Tình huống cắm mắt khá là ok của Marin. Vòng ra phía sau chạy. ZE đuổi theo. Đai bốc khiên. Vừa tên lửa đẩy ra. Trật rồi. Còn cắt R2 đuổi theo tấn công tiếp. Cắt R2 phi đao năm cánh làm chậm. Có nội tại phi đao năm cánh tiếp. Đánh tay phía bên kia giáp phế liệu. Nhưng hồi E rồi đến từ Z. Và đó tình huống solo kill của Z. Z dí anh già. Dí thì thôi đừng hỏi luôn đó chứ. Khó chịu thật sự. Ok, chiều cuối bây giờ hồi bao nhiêu giây? 64 giây anh. Chuẩn bị rồi. Vô vị trí ơi. Góc đẹp, không bị phát hiện tầm nhìn. Góc đang khá là đẹp của Z. Z đổi góc. Marin đi bộ ra thấy Z ở đây. Ây da, cắm mắt không qua tường. Rất chọn ai đây lụm ma gì E1 E2 phi đao năm cánh vừa rồi trễ trượt chứ ok Marin chạy Marin vẫn tham gia pha giao tranh này được ha rất còn chưa cuối quả ánh sáng mưa tên lửa ngay lập tức đến từ Marin rất không có góc để có thể vào được eo rồi lựa chọn Marin là mục tiêu cắt R1 vào Marin né khoảng ánh sáng R2 chạy thôi. Ôi, R2 lao vào tấn công vào ôn rồi. Vô địa không đây. Khép góc rồi. Đai, ép tốc biến. Nhả bông khói ra đến từ Z. Bị khóa ánh sáng. Né được cái cầu vòng tối thượng. Lao vào E1, E2. Và tiếp cận đến từ Z. Lùi ra khỏi cái cuộc cứu sinh rồi. Z hết chiêu. Z về nhà. Z sẽ trở lại với cú dịch chuyển của mình. Eo vẫn chưa nằm. Rồi, xong rồi. Phân chia thiên hạ ok. Z quay trở lại phi đao năm cánh hỗ trợ thêm đồng đội của mình. Eo có được cú đấm một kill, sau đó anh ta cũng tìm vị trí để có thể bắn tiếp. Căng vậy. Bắn, bắn, bắn. 3 hit, 4 hit, 5 hit. Ném cái quỳ xem trúng. Có cung phong linh. Bắn E ra phía sau, dứt điểm. Cover tốt quá ha. Nãy giờ rất không có góc để mà vô được con Caitlyn này. Ba vừa rồi đứng lên hơi cao rồi chứ. Mà ảnh tốc biến ra phía sau với lại anh Kindred có cùng cú sinh đó. Căng về E trượt E2 về trời ơi một hit chí mạng nửa cây máu bọc ra phía sau không có tầm nhìn ha khó chơi chết rồi quyết định là lao vào bằng trường cản Marine cản rất lao vô rồi em ơi nhả bông khói bị khóa ánh sáng vẫn trúng nè trời ơi Ray thổi cái chiêu cuối bị khắc chế bởi cái cung cứu sinh. Nánh căng vậy. Mấy cái khóa ánh sáng vừa rồi toàn trúng rớt không à. Trúng xong ăn luôn cái bẫy nữa chứ. Kiểu dạng Akali một mình nó vô á. Nó không có áp lực á. Kiểu dạng team địch biết rớt đi hướng nào vô á. Với lại cũng có người che phía bên kia thì không có ai vào cùng dịp với lại Z á, để gây hoảng loạn ở trong cái pha giao tranh á. Ván này nhiều khả năng là cúp rồi khó chờ Z quá bắt lẻ thấy on rồi là vô tấn công on tốc biến chạy on nằm mưa tên lửa đẩy ra cũng khá là ok đến từ Marine có dịch chuyển của Nico Z nửa cây máu hơn đã bị mất chạy phía bên kia đồng đội của tao cũng phải mất luôn cho mình đó tốc biến Kama phải rút lui Marin tìm kiếm xạ thủ của phía team Z là bốc điện vừa rồi không trúng vào người của Jin cách link của em bây giờ xách súng dí hết anh em ơi khỏe quá gần full trang bị rồi 5 món trang bị rưỡi giờ bắt được con lắc hỗ trợ gặp E thành công rồi đó E2 lao vào nhả bom khói câu kéo.
Zed chưa có chiêu cuối. Những cái bẫy dốc đồ đang được đẩy. Ây da, Zed chạy không nổi rồi. Khó. Marine đang bị giữ chân, nhưng mà cửa Mega khu vực trên không ai phòng vệ. Có dịch chuyển không? Azir dịch chuyển không? Dịch chuyển à, không có mắt. Cầu cứu sinh à. Ây da. Nổ hoa giữ chân tốt, Kama đã nằm. Eo nó bắn căng quá anh em ơi, tốc biến áp sát cơ. Ây da. À đó chắc là tốc biến né luôn cả cái phân chia thiên hạ của Azir ha. Ok. Hồi ôi chưa chi ăn vài hit nửa cây máu. Zed đang bọc sâu anh em ơi. On đánh chặn cái băng trưởng của On vừa rồi khó chịu quá. Đẩy được ban nè. Hay, đó là điều mà Zed đang cần. Còn cắt R2 áp sát, nice. 3 điểm hạ gục rồi, 4 điểm hạ gục rồi. Nó cần phải có cái dịp lao vào như vậy. Arin quay ngược trở lại Winston, cố gắng tẩy hết cái đợt lính này. Nó khác liền anh em. Hay ha. Azir vừa rồi có pha đẩy ba ok, kiểu như nó sẽ có cái thêm cái nhịp hỗn loạn á, để cho con Akali nó bừa. Ok, lấy được hai trụ đường giữa, ba trụ đường giữa, 20 giây nữa bên phía của team Marine mới hồi sinh, còn hai con lính muốn end game rồi, muốn end game rồi, còn một con lính hai con. Ok, ai à, xịt FF rồi, end game.